Thầy sẽ đá bóng đồ. Tôi sẽ bắt cứ hớt hở. Đây là cái menu nè mấy bạn. Ở đây nổi tiếng là hình như là cái phở phở sườn á, phở sườn sườn bò mấy bạn. Phở nè nó. Tô phở 12 đô. Rẻ hơn dưới Boston Boston nhỉ. Tô phở 12 đô mấy bạn. Đây là trà đồ. Ở đây mình phải đợi, mình ghi tên vô cái cuốn này rồi. Bây giờ mình phải đợi người ta kêu tên. Quá trời đông luôn. Hàng ngoài luôn mấy bạn. À, mình đã ghi tên rồi, đợi gọi tên. Đang trong danh sách chờ. Người ta gọi tên đúng không? Anh này anh đi gọi tên nè. Ờ, anh ăn nói đi. Gọi tên mình mới được vô. Sắp xếp bàn. Bàn của mình là bàn 15. Nêm là đầy đủ luôn. Cà phê sữa đá 4 đô các bạn. Được. Ngon á. Cái này là cái tô xí quách đó mấy bạn. Hớt cười quá. Tô xí quách này 5 đô. À, mấy cái gần đó mẹ. Ngon. Nè mấy bạn gân không à? Mấy cái này là gân không á, ngon. Thử đi. Ăn đi. À, đợi xíu mẹ đang gọi bún rồi. Để bà cắt cho, đợi xíu. Phở không, cái đó là phở không. Em ở đây có tiết không? Tiết á, chén tiết, ờ cho chị chén tiết. Rồi. Cái này là y chang Việt Nam luôn các bạn. Cái này là cái chén tiết với lại trứng các bạn. Chén tiết trứng các bạn. Có trứng cho mày luôn. Tiết với lại trứng. Này tôi phở không. Nó hơi tôi phở. Còn cái này cái tô gì? À cái này là tái sách. Tái sách 12 đô. Ngon mà. Anh chọn lên cho em coi. Wow, nhiều quá hả? Quá trời thịt luôn, quá trời sạch. Còn mình là tô bún không. Đây cái chén đuôi bò thêm mấy bạn, đuôi bò thêm có 6 đô. Quá trời luôn. Đuôi bò, ăn không? Cái này là mình pha nước chấm các bạn, có chanh ớt với lại hoa xin, có cộng rau rơm các bạn. Được không?
thế thấy chứ bác nhìn rồi. Wow. Nhìn đầy thôi chứ nó gầm không là ngon lắm. Cái gân này nè mấy bạn chấm với lại cái nước mắm ớt với lại tương đen rất là ngon luôn, chanh luôn. Rồi gân trong cái xíu quá. Bạn cho anh dưới này nè. Nhiều lắm luôn. Khách rất là đông luôn, mở từ 8 giờ tới 10 giờ tối. Wow, nó ngon ngon. Ồ dạ. Mình thử cái xương bò. Hello, cái này là gì? À, đuôi bò. Giờ mình thử cái đuôi bò nha. À, ăn kiểu Việt Nam nha mấy bạn. Ngồi cái đuôi bò này nó lột da hết rồi, nó còn cái trong nè, cái da ở ngoài như ở Việt Nam mà nó cũng có, nó lột cái da. Ngắm thế này. Này là nguyên một cái đuôi bò luôn mấy bạn, 6 đô à. Ta nấu hết cho mình, nếu mà mình mua ngoài là mình nhóm đi chợ là khoảng mười mấy hai chục đô một cái đuôi bò mà nó chưa nấu ở dưới men đó. Mỗi ngày 6 đô người ta nấu hết, mình chỉ việc ăn thôi. Wow. Mình lên Cali mình thấy như mình đang về Sài Gòn hết các bạn. Bản hiệu rồi là tiếng Việt hết, xong rồi toàn là người Việt thôi. Ha. Giống như đang ở Sài Gòn vậy. Ở đây mình thấy đa số là người Việt đó. Đa số là người Việt của mình. Tại vì dậy sớm quá, chủ nhật. Nay chủ nhật ta dậy trễ á. Ăn xíu quách là phải có cái kéo nè. Kéo cắt. Như cắt tóc vậy. Nãy giờ chồng hết cười quá. Này giống như cắt tóc. Cái này là lá sách nè. Đây là mua phở mang đi á, cái tiệm rất là lớn luôn, mình đi 8 giờ